Như vùng biển nước ta, thời tiết vẫn xấu do gió mạnh sóng lớn, tàu thuyền hoạt động trên biển cần lưu ý. Cảnh báo vùng biển Bắc và giữa biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, phía tây của huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau gồm các quần đảo Côn Đảo, Phú Quý. Ngày hôm nay tiếp tục cảnh báo gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 3 tới 5 mét, biển động mạnh khu vực Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi, trong đó có các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Cồn Cỏ. Đến đêm nay, sóng gió giảm dần, cường độ xuống cấp 5. Riêng vùng biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi thì gió còn mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn Thái Mỹ thì dự báo trong tuần này nhiều khu vực sẽ hứng chịu tuyết rơi dày và hiện tượng băng giá khả năng cũng sẽ xuất hiện từ khu vực Trung Nam cho tới bờ đông của nước Mỹ. Và điều kiện thời tiết này thì kéo theo nguy cơ làm gián đoạn hoạt động giao thông vào đúng thời điểm nhộn nhịp cuối năm. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ thì khối không khí lạnh dự báo sẽ gây ra bão tuyết tại nhiều nơi ở các vùng Great Plains và Great Lakes. Thông tin trên được đưa ra đúng vào thời điểm số lượng hành khách gia tăng trước kỳ nghỉ Giáng sinh và đồng thời các nhà bán lẻ cũng như các công ty vận tải đang chịu sức ép để đảm bảo lượng hàng trong kho và chuyển hàng đúng hẹn